Xin chào tất cả mọi người, hôm nay team bọn mình sẽ giới thiệu cho các bạn về một hệ thống luật hoàn chỉnh trong hồ thủy sinh. Thế nào là luật chính, thế nào là luật phụ và các hoạt động luật nên được sử dụng trong các luật. Các bạn cùng theo dõi với bọn mình nha. Đầu tiên là về luật chính. Luật chính thường là một luật rất là mạnh với thùng chứa rất là lớn để chứa được rất là nhiều vật liệu luật. Thì nếu các bạn thấy thì thường mọi người setup lọc chính chứa rất nhiều matrix hay là neo để giúp cho vi sinh có chỗ để trú ngụ. Thì lọc chính thường nếu mà các bạn chơi lọc chế thì các bạn sẽ thấy có thể là dùng một đầu in hay là hai đầu in tùy vào mục đích của bạn. Thì thường nếu mà với loại hai đầu in nhất, nó sẽ để hai đầu của cái hồ để nó hút được tất cả nhỡ hai đầu. Và trong lọc chính này thường mọi người chỉ hay để các vật liệu lọc như neo hay matrix, nhưng một số bạn nếu các bạn không có lọc phụ thì các bạn cũng có thể bỏ cái lớp bông lọc trong này cũng được. Tiếp theo là lọc phụ. Lọc phụ thường được mọi người sử dụng để đựng thêm vật liệu lọc cho lọc chính. Thì trong lọc phụ thường mọi người hay sử dụng bông lọc để lọc thô, lọc phân cá. Thì tùy vào cái size của bông lọc như thế này. Như vậy các bạn đây thấy đây là một cái lọc phụ của Sinsin 603. Và thường trong cái lọc liệu lọc này nó sẽ có 3 bông lọc. Thì bạn thấy cái độ mịn của bông lọc mỗi loại nó sẽ khác nhau. Thì thường á, lớp lọc và cái lớp bông mà ít mịn nhất á, nó sẽ để ở đầu vào đầu tiên, rồi sau đó đến những lớp mịn hơn để nó lọc dần những cái phân. Thì trong trường hợp mà hồ của các bạn nó có bụi lơ lửng rất là nhiều thì các bạn có thể để thêm một lớp bông tránh nữa. Lớp bông đó nó rất là mịn và nó sẽ có thể giúp cho bạn ngăn chặn được cái các bụi mịn. Về vật liệu lọc thì ngoài vật liệu lọc là bông lọc dùng để lọc phân cá hay là chất cảnh bụi mịn, thì chúng ta còn có vật liệu lọc là như neo, đây là neo, hay là matrix. Các bạn thấy đây là matrix. Thì những vật liệu lọc neo hay matrix nó giúp cho vi sinh có chỗ để trú ngụ, nó có rất là nhiều lỗ li ti và để cho vi sinh trú ngụ. Trên thị trường có rất là nhiều loại giống như neo hay matrix của nhiều hãng khác nhau, thì các bạn có thể sử dụng tất cả đều rất là tốt. Và có một cái loại vật liệu lọc mà mọi người cũng rất hay sử dụng nữa là chính là cái loại pyrogen, có thể là có Seachem pyrogen hay là cái Sunshine pyrogen. Thì Sunshine pyrogen thì thường nó sẽ rẻ hơn. Thì cái loại vật liệu lọc này, cái tác dụng chính của nó là dùng để khử nitrat và dùng để khử vàng lũa. Thường nếu các hồ mà chơi lũa thường các bạn sẽ thấy nó sẽ bị ra vàng nước á, thì cái Sunshine pyrogen này nó sẽ giúp cho các bạn có thể lọc được cái chất vàng đó. Thấy các bạn thấy không? Nó là những hạt rất là nhỏ. Mọi người thường sử dụng nó để khử nước vàng ở từ lũa nó ra. Đó là những cái vật liệu lọc phổ biến đang được sử dụng hiện nay trong các hệ thống lọc. Về cách sắp xếp lọc thì thường là các bạn sẽ để lọc phụ trước lọc chính. Thì lọc phụ khi mà nước vô thì sẽ vô lọc phụ trước. Nó sẽ có nhờ vào các bông lọc. Đây, những cái bông lọc như thế này nó sẽ lọc phân cá cạnh lại trước. Ngoài ra các bạn cũng có thể để pyrogen trong cái lọc phụ này, thì nó sẽ giúp cho khử vàng nước. Thì lọc phụ nó giữ được những chất cạnh thô. Rồi sau đó thì nước sau khi lọc qua lọc phụ xong thì nó sẽ vô lọc chính bằng các đầu in. Đó, tùy vào một đầu hay hai đầu in các bạn. Thì nhờ các vô đậu in này và vô đây nó sẽ có vi sinh trú ngụ trong đây, và nó sẽ vi sinh sẽ giúp cho nước nó tốt hơn trong hơn. Thì trong cái lọc chính này thì như mình đã nói thì các bạn phải sử dụng như là matrix hay là sử dụng neo, hãy sử dụng những cái vật liệu lọc tốt để cho nó có được sự hiệu quả cao nhất. Đó là những cái chia sẻ của mình về hệ thống lọc và những cái vật liệu lọc và cách sắp xếp. Nếu các bạn thấy hay nhớ bấm like và subscribe kênh của bọn mình nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi rất là nhiều. Xin chào, tạm biệt các bạn.